Nga phá hủy đường ống Baltic. Hoàng Thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. So biển đen, thì biển Baltic bắt đầu dậy sóng khi NATO nghi ngờ đường ống dẫn khí đốt và tuyến cáp quang dưới biển có dấu hiệu bị phá hoại. Liệu có phải Nga trả đũa cho vụ nổ đường ống Nord Stream khi mà các dữ liệu của NATO cho biết rằng có một con tàu do thám của Nga đã xuất hiện bí ẩn tại vùng biển này? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay của chúng tôi. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. NATO họp khẩn sau khi Orbán và Putin gặp nhau. Vào ngày 19 tháng 10, đài Radio Free Europe đưa tin, đại sứ các nước NATO đã họp đột xuất. Trong bối cảnh lo ngại về cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ở Trung Quốc, Tại cuộc gặp này, Tổng thống Putin đã nêu bật mối quan hệ lịch sử với Hungary. Bất chấp sự cô lập của phương Tây, Hungary vẫn duy trì một lập trường khác biệt. Cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Hungary đã tái khẳng định cam kết của Hungary trong việc duy trì mối quan hệ bền chặt với Nga. Trong đó, thủ tướng Hungary đã nhấn mạnh rằng Hungary muốn duy trì mối quan hệ tích cực hơn là đối đầu với Nga. Ngược lại, tổng thống Putin cũng tiết lộ thương mại giữa hai nước đã tăng 80%, biểu thị mối quan hệ kinh tế ngày càng sâu sắc. Trong khi phần lớn châu Âu tìm cách cắt đứt liên kết tài chính với Nga thì thủ tướng Orbán lại liên tục tuyên bố rằng sẽ tiếp tục làm ăn với Nga. Ông cũng thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga đã có tác động xấu đến mối quan hệ giữa Hungary và Nga. Lưu ý là Thủ tướng Orbán là người đã phản đối cách tiếp cận của EU đối với cuộc xung đột Nga và Ukraine. Nhà lãnh đạo Hungary đã khuyến khích giảm leo thang xung đột thay vì viện trợ quân sự cho Kiev. Ông cho rằng sự giúp đỡ của phương Tây sẽ càng khiến chi phí xung đột tăng lên. Điển hình là ông đã chỉ ra rằng các lệnh cấm vận của phương Tây đã gây tổn hại cho EU nhiều hơn là gây tổn hại cho Nga và những biện pháp trừng phạt như vậy cũng không thành công trong việc thay đổi lập trường của nga đối với ukraine việc thủ tướng orbán ngày càng khẳng định vị thế khác biệt của hungary trong nền chính trị châu âu đã vô hình chung đặt ra những thách thức cho cả nato và eu thể hiện rõ nhất trong việc hungary đã trì hoãn bỏ phiếu đồng ý thụy điển là thành viên mới của nato cũng như là từ chối viện trợ quân sự cho ukraine cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo nga và hungary tại bắc kinh đã làm tăng thêm mối lo ngại giữa các đồng minh nato Họ cho rằng Thủ tướng Orbán đã làm suy yếu lập trường xa lánh Tổng thống Putin và các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Bởi sắp tới đây thì EU dự kiến sẽ tiếp tục ban hành vòng trừng phạt thứ 12 áp lên Nga. Do đó, các đại sứ NATO đã tổ chức họp khẩn ngay sau cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Nga và Hungary. Đáng chú ý là cuộc họp đã được NATO tổ chức ngay tại thủ đô Budapest của Hungary, nhưng lại không có sự tham dự của các quan chức nước này. Thay vào đó là các quan chức của Thụy Điển, dù nước này chưa phải là thành viên của khối. Việc Hungary không có mặt trong cuộc họp của các thành viên NATO đã đặt ra những nghi vấn về vị thế của nước này trong khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Nhiều khả năng, giới lãnh đạo NATO sẽ dần hạn chế sự tham gia của Hungary và thay thế bằng Thụy Điển. NATO tăng cường tuần tra tại biển Baltic. NATO đang tăng cường điều động các UAV, máy bay trinh sát và tàu chiến tới biển Baltic một động thái nhằm đáp trả những thiệt hại được phát hiện gần đây đối với cơ sở hạ tầng quan trọng dưới biển của các đồng minh. Phát ngôn viên NATO Dylan White cho biết NATO sẽ tiếp tục điều chỉnh các cuộc tuần tra hàng hải của mình ở biển Baltic và sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho các đồng minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và liên lạc chặt chẽ với các đồng minh Estonia và Phần Lan cũng như là đối tác thủy điện của chúng tôi. Trước đó Phần Lan cùng các nước vùng Baltic khác đã đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Phát hiện đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dưới biển từ Phần Lan đến Estonia đã bị rò rỉ vào hôm 8 tháng 10. Các quan chức EU nghi ngờ vụ rò rỉ này là do một hành động cố ý phá hủy gây ra. Điều này đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh năng lượng của châu Âu trước mùa đông này. Khoảng 10 ngày sau sự cố rò rỉ đường ống từ Phần Lan đến Estonia, Thụy Điển tiếp tục thông báo đã xảy ra sự cố đối với tuyến cáp quang viễn thông dưới biển của nước này kết nối với Estonia. Giới lãnh đạo NATO nghi ngờ thiệt hại xảy ra cùng lúc chắc chắn là do phá hoại. Các quan chức NATO nghi ngờ rằng Nga có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng như vậy để đạt được đòn bẩy chống lại các đồng minh đang cung cấp hỗ trợ an ninh cho Ukraine. Trong cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng NATO vào hôm 11 tháng 10, Tổng thư ký Jens Stoltenberg đã tuyên bố: Nếu nó được minh chứng là một cuộc tấn công có chủ ý vào cơ sở hạ tầng quan trọng của NATO, thì điều này tất nhiên sẽ rất nghiêm trọng và nó cũng sẽ phải nhận được phản ứng thống nhất và quyết tâm. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đường ống Baltic bị hư hỏng là tin tức rất đáng báo động. Ông cũng nói thêm rằng vụ nổ làm hư hỏng đường ống Nord Stream cách đây một năm đã đặt ra tiền lệ nguy hiểm trên biển Baltic. Trong bối cảnh đó, truyền thông Nga vào hôm 23 tháng 10 cho biết một tàu nghiên cứu của Nga có tên là Evgeny Vojilisgen đã xuất hiện bí ẩn tại bờ biển Hà Lan vào hôm 18 tháng 10 ngay sau khi tiến vào biển Bắc, nó đã tắt thiết bị AIS và nhanh chóng biến mất khỏi radar. Tàu do thám xuất hiện bí ẩn tại biển Baltic. Đây là chuyến đi đầu tiên của con tàu này. Mục đích của nó là để nghiên cứu đáy biển và thực hiện các hoạt động nghiên cứu dưới nước. Tuy nhiên, con tàu này là một phần của chương trình quân sự bí mật Gugi của Nga, được thiết lập trong chiến tranh lạnh để theo dõi kẻ thù. Các con tàu thuộc chương trình quân sự bí mật này đều thực hiện các vụ có liên quan đến các hoạt động gián điệp gần đường Cáp Quang được đặt dưới biển. Theo dữ liệu từ Meroy tàu Zepgeny xuất hiện vào hôm 14 tháng 10 ở biển Baltic gần nước Đức. Có lẽ nó đã khởi hành không lâu trước đó từ cảng Kaliningrad, nơi con tàu được đóng tại xưởng đóng tàu Yanta. Các bản vẽ và hình ảnh của con tàu cho thấy nó được trang bị ít nhất hai tàu ngầm mini và thiết bị radar. Nó cũng có khả năng triển khai các phương tiện không người lái dưới nước. Con tàu này bắt đầu khảo sát tại vị trí Nơi một đường hầm đang được xây dựng giữa miền Bắc nước Đức và Đan Mạch. Con tàu đã được lực lượng bảo vệ bờ biển Đức theo dõi chặt chẽ. Hai ngày sau, nó hướng tới biển Bắc, sau đó tắt máy phát AIS gần Albust của Đan Mạch. Tín hiệu cuối cùng vào chiều ngày 17 tháng 10 cho thấy tàu Fenni đang hướng về phía Hà Lan. Thiết bị tự động AIS góp phần đảm bảo an toàn trên biển bằng cách phát đi vị trí và nhận dạng của tàu thuyền. Bất cứ con tàu nào tắt thiết bị phát AIS mà không có lý do chính đáng thì đều được cho là con tàu đó không muốn bị theo dõi. Nhưng lưu ý là tàu hải quân không bắt buộc phải truyền tín hiệu AIS. Dữ liệu chuyến bay cho thấy rằng, vài giờ sau khi tàu Evgeny phát tín hiệu, một máy bay tuần tra Boeing P-8 của Anh đã bay nhiều lần trên biển Bắc, gần Hà Lan vào hôm ngày 18 tháng 10. Kể từ khi rời vùng biển Baltic, tàu Evgeny đã di chuyển song song với tàu chở dầu Primorsky do Nga triển khai. Vài giờ sau khi tàu Evgeny biến mất khỏi radar, tàu Primorsky Probex cũng tắt thiết bị AIS. Cuối cùng thì người ta phát hiện thấy tàu Primorsky đã xuất hiện trở lại vào sáng ngày 19 tháng 10 gần Hà Lan. Hiện NATO đang vô cùng đau đầu tìm nguyên nhân vì sao hai con tàu này lại song hành cùng nhau. Đây không phải là lần đầu tiên một tàu do thám Nga xuất hiện tại vùng biển Baltic và có hành trình đi dọc bờ biển Hà Lan. Mùa hè vừa qua, tàu đô đốc Vladimirsky cũng đã neo đậu ngoài khơi vùng đặc quyền kinh tế của Hà Lan trong 10 ngày. Đôi khi, nó đứng yên trên một số tuyến cáp ngầm và một đường ống dẫn khí đốt quan trọng của NATO. Người ta không biết rằng con tàu đang làm gì ở đó. Trong khi ấy, NATO cáo buộc Nga gửi tàu do thám tới biển Bắc để lập bản đồ cơ sở hạ tầng hàng hải của các thành viên NATO. Vào tháng 2 năm nay, cơ quan tình báo quân sự Hà Lan đã cảnh báo rằng Nga muốn làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng và thông tin liên lạc của liên minh bằng cách phá hoại các đường ống và dây cáp. Không rõ liệu tàu Zepkeni có do thám cơ sở hạ tầng năng lượng của Hà Lan hay không. Tuy nhiên, NATO đã mất số con tàu này. Có thể nói sau Biển Đen, thì Biển Baltic đang trở thành đấu trường giữa Nga và NATO, khi mỗi bên đều đang tranh giành lợi thế để kiểm soát khu vực này. Dù vậy thì môi lửa tại Trung Đông hiện vẫn đang khiến cả hai bên phải lưu tâm. Nga kiên trì tìm kiếm hòa bình cho Trung Đông Hội nghị thượng đỉnh Cairo diễn ra tại Ai Cập vào hôm 22 tháng 10 đã kết thúc thất bại. Sau khi không thể đưa ra được tuyên bố chung, tuy nhiên, điều này cũng không có gì ngạc nhiên với các nhà ngoại giao, khi cả ba phe đều cử đại diện tham dự hội nghị, bao gồm phe ủng hộ Palestine, phe ủng hộ Israel và phe trung lập. Theo Business Standard, hội nghị Cairo được tổ chức nhằm tìm cách ngăn chặn một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn, nhưng các nhà ngoại giao cho biết rằng, việc đạt được thỏa thuận công khai sẽ vô cùng khó khăn vì những vấn đề nhạy cảm xung quanh cuộc xung đột tại Trung Đông. Sau đó, các nhà ngoại giao của mỗi nước sẽ đưa ra ý tưởng rõ ràng nhằm tiến tới các cam kết ngoại giao hiệu quả hơn bên lề cuộc họp. Vì vậy, mặc dù hội nghị thượng đỉnh Cairo đã thất bại, nhưng nó đã thành công trong việc tập hợp quan điểm của mỗi quốc gia tham gia để các nhà ngoại giao mỗi nước có thể xây dựng các chính sách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cũng có những giới hạn khách quan của mỗi phe trong số ba phe mà chúng tôi đã liệt kê ở trên. Đối với phe thân Israel do Mỹ đứng đầu, đã phản đối sự tham gia chính thức của bất kỳ bên thứ ba nào vào cuộc xung đột mới nhất này, bao gồm Iran, Liban và Syria. Còn đối với phe ủng hộ Palestine mà đại diện là Ai Cập, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, thì đều coi việc Israel thề tiêu diệt Hamas sẽ dẫn đến leo thang xung đột và chiến tranh sẽ lan rộng khắp Trung Đông. Và cuối cùng là phe trung lập do Nga lãnh đạo, khi Điện Kremlin đang cố gắng để cân bằng các chính sách ngoại giao giữa hai bên để tìm kiếm một lệnh ngừng bắn. Đây là một tình thế nan giải đối với Tổng thống Putin nếu như Nga không thể ngăn chặn được cuộc tấn công trên bộ của Israel thì chính sách thực tế nhất mà tổng thống Putin có thể theo đuổi đó là cố gắng giảm bớt đau khổ của người dân Gaza thông qua việc tạo ra các hành lang nhân đạo. Tuy nhiên, có hai thách thức cản trở mục tiêu cao cả này. Thứ nhất là mặc dù ủng hộ Palestine, nhưng Ai Cập vẫn trần chừ không mở cửa biên giới cho phép người tị nạn Palestine vào lãnh thổ của mình. Thứ hai, là Israel cũng không muốn tiếp nhận người tị nạn Palestine do lo ngại phiến quân Hamas sẽ trà trộn vào dòng người tị nạn để thoát khỏi giải Gaza. Ngoài ra, cả Ai Cập và Israel đều cho rằng kịch bản đón nhận người tị nạn Gaza sẽ gây ra những mối đe dọa đối với an ninh của họ. Nhưng nếu không tạo ra các hành lang nhân đạo, khi mà Israel bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ theo kế hoạch, thì nguy cơ bạo loạn sẽ bùng phát trên khắp Trung Đông là một thực tế không thể tránh khỏi. Và để ngăn chặn tình huống xấu nhất này có thể xảy ra, Nga đang tìm cách gây áp lực để thuyết phục cả Ai Cập và Israel phải mở các hành lang nhân đạo cho người dân tại giải Gaza. Ngoài việc giữ mối quan hệ tốt với Thủ tướng Israel Netanyahu, thì Tổng thống Putin còn có một công cụ để giảm leo thang xung đột. Đó là Nga có thể kết hợp với Ả Rập Xê Út để cấm vận dầu mỏ đối với Israel. Tuy nhiên, đây cũng là trường hợp bất khả kháng. Thêm nữa, có nhiều lý do cho thấy Nga không ủng hộ Iran hỗ trợ Hamas. Điều này đã được xác nhận ít nhất hai lần cho đến thời điểm này. Sau khi Israel ném bom các sân bay của Syria, với lý do là ngăn cản Iran vận chuyển vũ khí cho Hamas thông qua cửa ngõ Syria. Điều mà chúng ta cần lưu ý là cho đến thời điểm này, Nga vẫn hoàn toàn án binh bất động tại Syria, mặc dù căn cứ không quân của Nga chỉ cách thủ đô ba Mát khoảng 350 km. Điện Kremlin dự kiến sẽ giữ quan điểm này vì đây là quan điểm thực dụng nhất có thể cho Nga lúc này. Đó là lý do tại sao Nga lên án các cuộc tấn công vào sân bay của Syria là vi phạm luật pháp quốc tế và gây bất ổn cho khu vực nhưng lại không có động thái nào bảo vệ các sân bay của Syria. Giới quan sát nhận định, nhiều khả năng Nga đánh giá những cuộc tấn công của Israel vào sân bay của Syria ít rủi ro hơn khi mà so sánh với kịch bản Iran sẽ mở mặt trận thứ hai chống lại Israel ở Syria. Điều đó cũng có nghĩa là Iran sẽ đẩy chính quyền tổng thống Assad, vốn là đồng minh thân thiết của Nga vào thế nguy hiểm và tạo ra nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột toàn khu vực. Đây chính là điều mà tổng thống Putin không muốn xảy ra ở Syria. Một lý do khác nữa khiến Nga không ủng hộ việc Iran mượn lãnh thổ Syria để tấn công kích động Israel là vì áp lực chính trị và dư luận. Nó sẽ là lý do để truyền thông phương Tây cáo buộc Nga nhúng tay vào việc này. Bởi trước đó, Tổng thống Zelensky đã cáo buộc Nga ủng hộ Hamas và có liên quan tới cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào hôm 7 tháng 10. Trong khi, chính phía Israel đã phủ nhận cáo buộc này. Chắc chắn Tổng thống Putin sẽ không mạo hiểm, tạo tiền đề cho sự khởi đầu Thế chiến thứ ba chỉ vì mục đích bảo vệ lợi ích an ninh của mình ở Syria. Lưu ý là ngay cả phe ủng hộ Palestine, điển hình là Thổ Nhĩ Kỳ, cũng vừa có động thái yêu cầu lãnh đạo Hamas phải rời khỏi đất nước này. Truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ kênh Al Monitor cho biết, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã mâu thuẫn với lãnh đạo của Hamas sau cuộc tấn công của nhóm này vào Israel vào hôm 7 tháng 10 và đã yêu cầu lãnh đạo Hamas rời khỏi đất nước của họ. Lý do mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra là do không muốn tạo ấn tượng với thế giới rằng họ đang bảo vệ Hamas sau khi nhóm này sát hại thường dân Israel. Giới quan sát cho rằng, động thái này của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là để bảo vệ lợi ích an ninh của nước này, bởi Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách hợp tác với Israel để xây dựng một đường ống dưới nước nhằm xuất khẩu khí đốt tự nhiên mới được phát hiện gần đây của Israel tới châu Âu. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tìm cách sử dụng vị trí địa lý chiến lược của mình trong mối liên kết giữa Nga và châu Âu, Tây Á và Trung Á để trở thành một trung tâm năng lượng của thế giới. Có thể nói, bạo lực gây ra tình trạng thù địch như hiện nay ở Trung Đông đã xảy ra liên miên. Trong nhiều thập kỷ qua, giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Israel-Palestine luôn là trọng tâm của sứ mệnh xây dựng hòa bình giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập. Vì vậy mà hiệp định Abraham của tổng thống Donald Trump vào năm 2020 được coi là một cú đột phá nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập, điều mà tổng thống Trump đã từng tuyên bố sẽ thay đổi tiến trình lịch sử Trung Đông trong hàng thập kỷ chia rẽ và xung đột. Đáng tiếc thay là Tổng thống Biden đã đào ngược tiến trình này. Trong khi Tổng thống Biden có vẻ như không thích nước Nga và Tổng thống Putin, thì Tổng thống Donald Trump đã từng nhiều lần công khai nói rằng ông có mối quan hệ rất tốt đẹp với Tổng thống Putin. Ông Trump đã tiếp tục ca ngợi Tổng thống Putin là thông minh và thiên tài, ngay cả khi Nga tấn công Ukraine. Ông cũng tuyên bố nhiều lần rằng Tổng thống Putin sẽ không bao giờ tấn công Ukraine nếu như ông vẫn là tổng thống. Cựu tổng thống Donald Trump cũng cam kết rằng nếu đắc cử tổng thống vào năm 2024 thì ông sẽ kết thúc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ và sẽ thúc đẩy Ukraine nhượng đất để đổi lấy hòa bình. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.